Hello và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình nhé. Thì clip hôm nay mình sẽ quay trở lại với dạng clip là đó là ghép auto mắt trinh với lại người lạ nha mọi người. Thì hôm nay mình lại đổi qua bên map Tuyết VKD này để đổi gió một chút đi. Và chủ yếu là mình qua bên này mình lại bắn lại combo mà mình cực kỳ thích khi mình chơi bên mắt Tuyết, đó là combo MP5K với lại G36C nha anh em. Hôm nay được người lạ dẫn vào khu winner, trận này lại clear rồi. Chắc là mình sẽ loot nhanh rồi sau đó mình sẽ đi tìm người mình bắn nhau thôi. Mà trước tiên là phải tìm ra được combo MP5K với lại G36C trước đã. Nhưng mà map này thì các bạn yên tâm, tại vì tỷ lệ ra hai cái súng này cũng rất là nhiều mà. Nên là mình nghĩ chắc là có thôi. Mà đạn xịn rồi này. Ok, G36 là phục vụ kiện ngon rồi. Bot hay sao nhỉ? Có bot. Mình tưởng khu này có người cơ. Rồi. Đây, dừng đây thôi. Từ từ công vào anh em mà. Vâng, tự nhiên lại có luôn, phải lấy gắn bắn ngay chỗ này chứ. Khu này hơi dối nha. Ôi, trước mặt mình một tên. Chạy đi đâu bạn ơi. Một tên bên kia nữa, gạt tên này trước đã. Rồi. Hai team à? Có hai team hay sao ấy. Cái tên này cũng cầm G36 bắn ai ấy nhở. Khu này thì mình vẫn chưa thuộc map, đâm ra là mình không biết địa hình nó như nào. Đây đây, trước mặt này à, biết mình rồi anh em ơi. Trời ơi, mình lại không có bom chứ. Kìa, đang ốp bom hay sao ấy. Đấy, biết ngay mà. Ui. Vâng, còn một tên đỡ cặp mini đầu kia nó táp mình. Không được rồi, không công được rồi. Đang tính công lên mà. Có hai tên, tên bạn nó cover. Từ, hồi máu đã anh em à. Trời ơi, nhìn cái thính vàng, thính đỏ đằng kia mà mình thèm vãi trưởng ra. Bây giờ bị kẹt cái team này rồi. Khu này thì nó rất là rối luôn. Kìa kìa, ông kia lùi về rồi. Một tên vẫn đang không lên à? Tên áo hồng lùi về tính móc mình à? Ơ, tên này không lên rồi này. Ui. Rồi đốc, ui team nào đây? Vãi trời trước mặt mình này. Khí đột trắng à? Head toward this point. Số 4 cho đi lên chỗ số 1 đây. Từ từ các bạn ơi. Trời ơi. May mà tên này nó không câu, mình hồi độc máu rồi. Đẩy ra bạn này, nào. Ui. Ok là con bot. Rồi nóc luôn này. Gạt luôn đã. Tên kia công vào rồi. Chắc là bạn của mấy ông này luôn đấy. Đây. Rồi clear luôn. Vâng, vậy là team mình nguyên 4 luôn. Đây là con boss thôi. Vâng, cũng may sao mà con boss này nó xuất hiện đúng lúc vậy. Nó đứng ngay sau lưng cái ông khỉ đột màu trắng ấy. Bắn ấy, làm cho cái tên này bị phân tâm. Mình công lên có lợi vậy. Rồi từ từ mình phải lại chỗ hồng thính đỏ kia. Mình lấy giáp 3 mũ 3. Trời ơi, thôi xong rồi bạn ơi. Ở đây này vào hầm xác lút đi bạn. Đấy, ông này không để ý hầm thính anh em ạ, hên vãi. Mình ra kia mình lấy giáp 3 với mũ 3. Hết chưa? Dùng cái vòng bắn xong hết. Rồi, mình nhặt ui. Vãi cả trường cái gì đấy? Cầm ca, đây trên đồi này. Ôi không được rồi. Mình không có cốc to. Trên đồi này có một tên đang nằm nó đang nhìn mình cả. Nhặt thêm ít đạn xanh nữa. Nằm tí ở đấy, cầm cốp 3 tầm này bắn nó hơi khó anh em, mà mình đang cần cốp 6 cơ. Watch out. Tìm mấy sao ông này không có dưới cốp nào to ra một chút, là toàn cốp 3 với cốp 4 thôi. Cốp 6 với tầm này mới bắn xa được anh em ạ. À. Ơ. Tên này nó vẫn cứ khều mình anh em ạ, đậu danh. Ngó mỗi cái đầu này thì ai chơi. Watch out. Ở trận này chắc là mình bắn luôn Uzi đi anh em ạ. Vứt luôn phụ kiện luôn, đang để cái tay cầm để đợi nhặt được cây MP5. Nhưng mà mình tìm mãi không ra cây súng này. Trận này bắn Uzi luôn. Hẹn mọi người chắc là clip sau thì mình nhặt lại MP5 rồi mình bắn nhá. Tên này vẫn cứ ngó. Thôi tầm này có 3 triệu rồi không bắn được. Từ từ nhặt thêm ít đạn công luôn này. Mình có xe mà. Vẫn đang ngó khều kìa, đây kìa. Đi anh em ơi, lên xe luôn để chơi luôn. Đây, ông số 3 bây giờ có đi không? Nãy đầu trận thì đón mấy ông này không đi cơ, là mình đi một mình ra đây mình bắn nhau ấy chứ. Có đi không? Lần này mà không đi là bỏ luôn đấy. Đây, bây giờ sẽ đón từng ông nha. Lại thêm một lần nữa nha. Không một ngày đi, không một ngày đi. Thật sự với anh em là đầu trận ấy, mình
lút ít đồ xong mình định cái con này ở trên đỉnh tôi này. Chờ mấy ông này đi tìm người bắn nhau luôn mà mấy ông này kiểu lút dạo quá. Mày lút đồ ấy, hay là mình mới bỏ đi ra xa bên này một mình đấy chứ. Ông số 4 này có đi không? Tưởng lại đi một mình. Đấy, lần này phải đi theo team như này, bắn nhau phải cover, hỗ trợ nhau nhiệt tình thì nó mới vui. Nhưng mà chơi automatic thì thường thì sẽ không vui bằng là trà trộn cộng đồng anh em ạ. Nhưng mà lâu rồi mình mới quay trở lại làm trà trộn đấy, à làm auto ấy. Lâu lâu đổi gió chút thôi. Đi bộ lên thôi, đi bộ lên. Đoạn này đi lên được này. Lên thử xem nào. Đấy, úi giời, con này leo dốc ngon phết anh em ạ. Cảm giác con này leo dốc ngon hơn con gì nhỉ? Con Dacia đúng rồi. Rồi tầm này đi bộ thôi. Lên được không nhờ? Lên được, đây. Mình chiếm được cái đỉnh núi rồi. Không biết là team này có mấy người đây, trước mặt mình này. Đây này. Ôi giời. Ngồi đây nhìn là tưởng mình không leo lên được à? Có mỗi một tên thôi. À, có giáp 3 mới hơn mình này, ngon. Trời ơi, nhanh các bạn ơi. Lút nhanh nào, nhà bao việc. Trời ơi, đứng đây lút mãi sợ có team nó không vào. Ui, tiếng ca luôn này. Đây dừng đây, có xe kìa. Tiếng xe trước mặt này. Đúng rồi. Đùa chứ, hai đầu mấy người lận mà không đốc ông nào kìa. Trời ơi, Phong ơi là Phong, ông số 2 ông ấy. Ông ấy KS, đúng tên KS luôn mà. Vãi cả trưởng bọn mình bắn hàng này yếu cực kỳ luôn. Mỗi ông đều một đầu mấy người lận. Dỗi tê nhở. Cảm giác G36 đam nó cũng như kiểu Skyline ấy anh em ạ. Nhưng mà được cái là cái độ ổn định con G36 này ngon. Công nhận ngon thật, bắn mình cảm giác nhiều khi bắn còn sướng hơn cả AUG ấy. Ô, à đây này, cái tên cầm cai này. Ngay dưới khu nhà này. Trời ơi, vậy mà mình tưởng hai cái ông đi ô tô vừa rồi là hai ông cầm ca vừa bắn khều ai cơ. Rồi mình công luôn đi. Đây mình thấy mất tên rồi. Hai viên rồi này. Trận này không có cái cốp 6 nhỉ. Cốp 3 bắn ra nó hơi khó một chút. Để mình lại gần một chút nha. Ô, hai team kìa. Rồi một ông bị gạt rồi, vậy là có hai team luôn. Mình lên đây mình bắt bo luôn. Đây mình thấy một tên nữa. Nóc một này. Trời ơi, bắn sướng thật anh em ạ. G36 mặc dù gắn silent thôi nhá, không gắn cái compen nhá, nhưng mà bắn xa cực kỳ ổn định luôn. Map này cứ MP5K với lại G36 mà vã rồi anh em ạ, cực kỳ phê. Ôi, một tên nó chạy bên trái mình. Ui, nó vào khu nhà rồi. Vẫn còn tên cầm K, nó đứng trên đây nó khều. Từ từ nha, mình xuống dưới khu nhà này, mình bắt cái tên lúc nãy vừa công ở đây trước đã. Không đều này, chiếu lên chỗ nhà này, móc mình là hơi toang. Ôi, bình đây. Ôi, đây rồi, chết luôn này, một team clear rồi. Còn team cầm ca trên đồi thôi. Vâng, thanh niên này, mình cầm G36 sai lần đi, không biết mình bắn hướng nào mà. Anh em hết sức bình tĩnh. Đây, mình thấy một tên rồi, sấy phát này. Rồi, nốc một tên nữa này. Sổ nốc hai này, bắn thích, vãi cả trời anh em ạ. Gạt luôn. Ok luôn, thanh niên kiểu không ăn được mạng. Kiểu chán nản luôn, trận này chỉ có đi ăn với đi loot mà, nãy giờ chỉ có đi ăn với đi loot thôi nha, mà cho đi ăn thính với lại đi loot đồ thôi mà. Kìa, trong sân bốc hay sao kìa. À hay, clear rồi, ông số 4 ông Trung Quốc, ông ấy clear rồi anh em ạ. Mà không biết là ông này là Trung Quốc hay là Việt Nam đây. Watch out. Trên đồi à? À trên đồi có, trên đồi. Ok, thấy luôn, từ từ. Đứng đây, lấy góc sấy vắt. Bọn nó trên cao à? Trên cao có lợi hơn mình ấy. Từ cứ chiếm khu nhà này đi, tí nữa bóng này ngoài bò mà. Công này luôn đi. Ôi đoạn này không công được, đứng ấy kê thôi bạn ơi. Tầm này công đây là hơi toang nha. Có nết luôn này. Đứng ấy đợi bo thôi, kiểu gì mấy ông này cũng ngoài bo. Mình ngay chỗ gần sát mép bo rồi mà. Đoạn này là công đây là hơi toang đấy, đứng đây hơi sai này. Đứng đây trước mặt đây. Ui, không được, lùi về ngay, đứng đây hơi toang.
Mình biết ngay mà, thôi xong rồi. Đây này. Thanh đơn này cố gạt này, nốc 1 rồi. Có tên bên trái nữa kìa. Số 4 đâu rồi? À số 4 mới được cứu rồi, may nhá. Mấy quả đấy mình cover hợp lý, bay ông kia cố gạt luôn. Đúng đấy là mình thấy nó sai quá luôn rồi. Không được rồi, tầm này phải tạt sang bên góc bên trái đấy thì mình mới gọi là công lên được anh em ạ. Cái đoạn trước mặt này nó hơi toang, nó đứng góc trên nó lợi quá. Bây giờ chỉ có tạt cánh thôi. Tạt cánh thì mình mới đánh đầu được. Vâng, giờ móc ra chắc là đang cứu bầu ấy. Mình cứ từ từ mình lên mình móc. Ôi, một tên nằm ở trên. Nóc luôn. Gạt luôn này. Từ từ, khóc này không được rồi, mình bị lộ vị trí rồi. Mình lại tiếp tục chạy sát bo tiếp này anh em. Di chuyển nữa mà phải gọi là thông minh. Các bạn cứ bắn nốc được ông nào là các bạn phải di chuyển sang góc khác luôn. Không là bọn nó biết hướng mình là nó chặn. Chắc chắn cao trước xem còn ai nữa không. Hình như là không còn ai rồi. Và chắc là ở ngay dưới rồi. Có mỗi một tên ở ngay trên này thôi. Đâu ấy nhở? Từ từ mình lúc thấy ít đạn xanh. Đừng bảo là mấy ông này chạy rồi nhá. Cứ xong rồi chạy đi đâu rồi? Hay chạy xuống ngôi nhà này nhở? Ôi! Một tên ngay trong bờ tường kìa. Kìa đang chạy kìa. Hai viên này. Ôi! Thì nó chạy xuống dưới này rồi. Rồi nốc luôn này. Chạy đi đâu bạn ơi? Gạt luôn. Khiếp, mấy ông này nhanh thật ý. Vừa được cứu xong là đã chạy, một ông đã chạy qua bên kia rồi. Một ông thì vừa băng qua đường nhưng mà bạn này hơi đen. À, ốp lần kìa, đúng luôn. Cái team vừa rồi, đứng ngay chân đồi cầm ốp. Đúng ông này luôn. Thử ốp bom phát này. Chắc là ngay sau bờ tường. Ốp thẳng vào trong luôn này. Nó ở dưới đây rồi. Rồi mình công luôn đi. Mình nghĩ chắc là còn mỗi tên. Đây đây, ngay sau bờ tường luôn. Có ra bạn ơi. Không ngó à. Vòng ở đây mình lấy góc. Ơ, đâu ấy nhở? Lùi về rồi à? Ô. Ui, quả bom. Bãi cả trường. Tên súng ở đâu ấy? Ơ. Tên nó đang nằm này. À đây rồi thanh niên. Chết luôn rồi này, vậy là còn team đằng kia nữa. Thì là cái ông này đang nằm, đang bị bắn hay sao ấy. Kìa kìa, đang chạy. Đang chạy từ bo chạy vào kìa. Ui, nó có backup rồi. Mấy ông này ngoài bo rồi này. Ui, chạy kìa. Hai tên luôn. Ui, có tên ngay sau ụ rơm nữa. Có ra bạn ơi, đây đúng không? Đó, ui. Ui, team này nguyên 3 luôn đấy. Cuối đấy. Ok, hay. Balloon không kill ạ. Ok thì trận này mình cũng đã vừa cùng với lại người lạ mang tới một trận đấu top 1 bên map Tuyết Weekend. Trận này cầm G6 sấy xa phê thật anh em ạ. Vãi cả trường kiếu luôn. Trận này được 15 mạng. Trận này thề với anh em mình nhiều đam cực kỳ luôn đó. Đấy, 2400 đam luôn. Thôi bye bye mọi người nha và hẹn mọi người clip sau nha. Bye bye anh em.